Cung điện Versailles, Paris ở Pháp có gì? Bonjour, mình là Mai Khôi. Sau khi đi tới nhà thờ Đức Bà và mình có đi dạo ngắm những con đường, con phố ở Paris, thì bây giờ Mai Khôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá cung điện Versailles. Nó nằm cách thủ đô Paris khoảng 20 km về phía Tây. Nhà mình có xe cho nên đi cũng rất là dễ dàng. Mấy Khôi đang đứng trước mặt phía cung điện hay còn gọi là lâu đài nha. Đó, nhìn ra phía trước, còn đây là cái cổng nhưng mà người ta đang còn làm, cho nên người ta chỉ dựng kiểu là vẽ lại mô hình thôi. Đi vào bên trong thì thấy khách cũng rất là đông, người ta đang xếp hàng dài để mà đi vào á. Mấy Khôi thì đã mua vé trước rồi, nhưng mà dù mua vé trước hay mua vé sau gì cũng phải xếp hàng hết nha. Bây giờ mình đi tới xếp hàng nè. Vào tham quan thì mình sẽ chọn khung giờ để đi vào. Mấy Khôi chọn là 4:30, mình tới là khoảng 4:15. Đó, vẫn đang xếp hàng mà hàng nó dài. Nhưng mà được cái là gần tới giờ là người ta sẽ mở cho mình đi vào á, cũng rất là nhanh. Đó, khi mà đi vào kiểm soát vé xong rồi thì mình sẽ đi qua cái chỗ kiểm tra an ninh nha. Nói về độ rộng lớn thì cung điện này gọi là bao la. Bây giờ mình sẽ bước vào để mà đi khám phá. Cung điện Versailles rộng khoảng 67.000 m², gồm trên 2.000 phòng và có một công viên lớn có diện tích là 815 hecta. Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như là trên thế giới. Vào năm 1979, lâu đài đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Xa xa có cái cầu thang thì mình sẽ đi lên trên đó để đi vào những cái phòng khám phá. Khách rất là đông luôn các bạn. Đi lên tầng này thì các bạn thấy cầu thang nó vắng không? Không có ai hết là tại vì ta cấm lên á. Đi vào những căn phòng này á, mà lỡ ai mà ho nhiều, ho liên tục một cái thôi là bảo đảm cái phòng nó trống quơ trống quắt luôn. Tại vì phòng thì không có quá lớn mà người thì rất là đông. À, từ trong phòng mình nhìn ra cửa là có thể thấy được cái vườn nè. Đó, người ta tỉa cắt rất là chỉnh chu. Cung điện Versailles giờ là nơi ở của các vua và hoàng hậu Pháp như Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Lâu đài này thì được xây dựng vào năm 1668 dưới thời vua Louis thứ 14. Và bên trong các bạn, nó nhiều phòng người ta ngăn ra và trưng rất là nhiều bức tranh như các bạn đang thấy ở trên video nè. Vào đây để muốn hiểu rõ hơn về lịch sử cũng như là nguồn gốc của những cái căn phòng này như thế nào á, thì mình có thể đăng ký thuê cái máy để mà người ta sẽ nói và hướng dẫn mình. Vào đây tham quan thì mình mới thấy là lâu đài ở đây đúng là công trình ghi dấu những tinh hoa hội tụ hết về đây. Những bức tranh, những bức tượng, những cái trần nhà, những bức tường được điêu khắc, được vẽ rất là đẹp luôn. Tới phòng này là phòng của vua và người ta có đặt một cái giường ngủ nè, nhưng mà mấy Khôi nghe là cái giường ngủ này là đặt cái phòng bên cạnh hay đặt ở đâu á. Nhưng mà sau này người ta triển lãm thì người ta đưa về cái phòng này đặt. Nói chung mình nghe xong rồi mình quên mất tiêu rồi. Còn tới đây là phòng gương. Phòng gương này được coi là phòng lớn và dài nhất ở trong cung điện. Chiều dài của căn phòng này là tới 73 m. Một bên thì nhìn ra khu vườn rộng lớn, còn một bên thì được bao phủ bởi 17 tấm gương lớn. Cái nào nó cũng lớn hết. Căn phòng này thì được xây dựng vào năm 1678 và là căn phòng dành cho hoàng hậu. Bởi vì gương vào thời điểm đó là một cái vật liệu rất là đắt tiền và khó chế tạo. Và các bạn cũng thấy nó có mạ vàng lấp lánh là nhìn rất là đẹp ha.
Khi ra khỏi căn phòng gương thì mình sẽ đi tới phòng dành cho hoàng hậu, một căn phòng rất là lớn và nhìn nó lộng lẫy lắm. Và theo như những thông tin mà Mấy Khôi đọc được ở trên mạng á, thì cung điện Versailles không chỉ là nơi trú ngụ của vua chúa, của giới quý tộc, mà nó còn là bảo tàng lịch sử, lưu giữ và trưng bày những bức tranh như các bạn đã thấy hồi đầu. Mà nó còn nhiều hơn nữa nha, khoảng 6.123 bức tranh, 1.500 bức phác họa, 15.034 tác phẩm chạm trổ và 2.102 tác phẩm điêu khắc. Cái này Mấy Khôi chỉ đi gọi là mới sơ sơ thôi. Và để có một lâu đài, một cung điện đồ sộ lộng lẫy như ngày nay chúng ta đang thấy á, thì nhà vua phải bỏ ra một nguồn kinh phí rất là khổng lồ. Người ta ước tính là có ít nhất 100 triệu đồng livre, đồng mà đồng thời xưa đó. Và một lượng nhân công rất rất là nhiều, là khoảng 3.600 người trên một năm, 6.000 con ngựa để mà chở vật liệu đi vào xây dựng cung điện. Đây cũng là một cái phòng nữa, nhưng mà Mấy Khôi không có giờ để đi vào tham quan. Mình đi những cái phòng trước và đi tới đây thì đã sát giờ lâu đài người ta đóng cửa, cho nên là sẽ hẹn một ngày nào đó, một dịp nào đó gần nhất quay trở lại để tiếp tục khám phá nha. Và đó là tất cả những hình ảnh về cung điện lâu đài Versailles mà Mấy Khôi quay được muốn chia sẻ đến cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm những món ăn ngon để mà nạp năng lượng lại. Và Mấy Khôi đi tới đâu thì hẹn các bạn ở video sau nha. Bây giờ thì xin chào, à bientôt.